Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Tân Sinh Yến, với nhiều chương trình sale hấp dẫn và nhiều quà tặng. Đặc biệt, chúng tôi có những chương trình Clever Care 714-839-6712 hoặc vào trang nhà tânsanhyen.com. Mitsuwa Ocean Blue NMN Nhật Bản giúp bạn làm chậm quá trình lão hóa, giữ kỹ tuổi thanh xuân. Xin gọi ngay 1877-408-1864 để biết thêm chi tiết. Tiệm vàng Kim Huệ trong thân xá Phước Lộc Thọ, Unit 133, chuyên mua bán hộp xoàn GAA và nữ trang Italy, Hồng Kông. Phương châm lấy kinh nghiệm và uy tín phục vụ khách hàng, nên các sản phẩm mua bán được bảo đảm và dễ dàng trao đổi. Cảm ơn quý khách hàng luôn ủng hộ trong suốt thời gian qua. 714-903-5838 714-588-2606 Zahan Music and Videos xin kính chào quý khách. Gọi ngay số phone 407-704-6970 để đặt hàng. Free shipping. Địa chỉ 1120 East Colonial Drive, Orlando, Florida 32803. Gia Hân, nhà phân phối karaoke hàng đầu tại USA. Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh gia đình và công hàm về Việt Nam kết hôn. 714-766-3345. Nếu quý khách muốn refinance cash out trong mùa lễ hội, Steven Chen Financial sẽ tặng cho quý vị từ 3.000 đến 5.000 đồng tiền closing cost. No job, no income, no tax return. Vẫn có thể mượn tiền mua nhà hoặc refinance thật dễ dàng. Hãy gọi ngay 714-791-2222. Không rẻ nhất không phải là Steven Trần. Diệp Vĩnh Dũng trở lại cùng quý khán giả thân mến trong chương trình phát hình ngày hôm nay thứ năm, ngày 21 tháng 11 2024. Vẫn là lời cầu chúc sức khỏe xin gửi đến tất cả quý khán giả thân mến. Kính chào Thái Lực. Xin chào Dũng, xin kính chào quý khán thính giả. Chúng ta đang bước vào những ngày lễ Thanksgiving rồi. Tuần tới thì là cái ngày lễ sẽ diễn ra vào những ngày thứ năm, đúng không ạ? Vào ngày thứ năm tuần tới. Tuy nhiên là hiện nay thì theo các cái tin tức cho thấy là có thể có một số các cái hiện tượng thời tiết cũng là rất là gay gắt để có thể diễn ra trong tuần này và tuần tới, thưa quý vị. Và theo tin tức ngày hôm nay đưa ra cho biết rằng một con sông, một cái dòng sông khí quyển hay người ta hay gọi là một dòng cuồng lưu khí quyển có thể gây ra lũ lụt kỷ lục tại California trong ngày hôm nay ở khu vực miền Bắc California. Cái hiện tượng này diễn ra sau những điều kiện gió và bão tuyết chết người từ một cơn người ta gọi là bomb cyclone, một cơn bão bom lịch sử ngoài khơi bờ biển Tây Bắc Thái Bình Dương đã diễn ra trong ngày hôm qua. Các nhà dự báo thời tiết dự đoán lũ lụt tồi tệ nhất diễn ra chung quanh khu vực Bắc California. Một số khu vực của nó có thể đạt mức kỷ lục với lượng mưa rơi xuống trong vòng 48 tiếng đồng hồ, đạt đến con số 16 inches, với nhiều mưa hơn ở các tiểu bang xa về phía Bắc, và lượng tuyết rơi cũng dày hàng feet ở những vùng cao hơn. Khu vực rộng lớn hơn vẫn đang phục hồi sau cơn bão tuần rồi diễn ra ở tại ngoài khơi. Cơ quan thời tiết quốc gia ở Medford, Oregon cho biết là hiện tượng này sẽ ngang bằng với trận bão dữ dội nhất từ trước tới nay đã từng diễn ra ở địa điểm đó. Các quan chức cho biết là hai phụ nữ ở khu vực Seattle đã tử vong vì một loạt các cây cối đổ gãy vì gió mạnh đưa đến trong cơn bão thời tiết này. Các nhà dự báo thời tiết cho biết là một cơn bão bom khác, bom cyclone, có thể hình thành dọc theo dòng cuồng lưu khí quyển này vào ngày mai, và nó tạo thêm hiệu ứng gia tăng cường độ của dòng cuồng lưu này trong ngày mai. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chính thức đề nghị rằng là chính phủ nên được quyền để mà tách công ty Google ra thêm một số công ty nhỏ hơn, khởi đầu với việc rằng là cái nền tảng search engine Chrome của công ty Google nên được tách ra khỏi công ty mẹ và để cho một công ty khác đứng ra điều hành. Bộ Tư pháp Mỹ lập luận rằng là trong thời gian qua Google đã sử dụng cái nền tảng Chrome để mà có những hoạt động mang tính cách độc quyền và ngăn cản những đối thủ khác có thể cạnh tranh với Google trong cái việc mà gọi là truy cập thông tin trên mạng Internet. Công ty Google cho biết rằng là họ sẽ chắc chắn kháng án đề nghị này của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu nhằm không chận một loạt các kế hoạch bán vũ khí từ Hoa Kỳ cho Israel. Biện pháp ngăn chặn giao dịch này do Thượng nghị sĩ độc lập Vermont, ông Thượng nghị sĩ Bernie Sanders dẫn đầu.
Quyết định của vào đưa ra vào ngày thứ Tư được đưa ra khi sự giám sát đối với việc Hoa Kỳ hỗ trợ cho cuộc chiến của Israel chống lại Hamas ngày càng gia tăng. Cuộc khủng hoảng nhân đạo ở khu vực dải Gaza đã trở nên tồi tệ hơn trong bối cảnh chiến dịch quân sự đang diễn ra với sự điều động của Israel. Cuộc bỏ phiếu nêu bật sự ủng hộ của lưỡng đảng trên đồi Capitol đối với sự hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ dành cho Israel. Cả ba nghị quyết đều bị đa số phiếu tại Thượng viện bác bỏ. Một nghị quyết nhằm ngăn chặn việc bán đạn xe tăng bị bác bỏ với tỷ lệ 18 phiếu thuận, 79 phiếu chống. Một nghị quyết thứ hai ngăn chặn việc bán đạn dược tấn công trực tiếp chung đã bị bác bỏ với tỷ lệ 17 phiếu thuận và 80 phiếu chống. Trước khi trở lại Tòa Bạch Ốc vào tháng Giêng, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã công bố lựa chọn của mình cho một người bảo vệ mạnh mẽ cho Israel. Ông đã chọn cựu thống đốc Arkansas Mike Huckabee làm đại sứ Hoa Kỳ tại Israel. Thêm những chi tiết xoay quanh những cáo buộc xâm phạm tình dục của ông Pete Hegseth, người được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử vào chức vụ Bộ trưởng Tư pháp. Thưa quý vị, văn phòng của luật sư của thành phố Monterey thuộc tiểu bang California đã minh bạch hóa một bản phúc trình dài 22 trang liên quan đến việc trước đây một người phụ nữ từng cáo buộc ông Pete Hegseth đã có những hành vi tấn công tình dục bà này. Theo bản phúc trình này, thì một người phụ nữ cho biết rằng là khi mà bà đang uống rượu ở tại một cái quầy rượu ở tại một khách sạn ở tại Monterey, thì ông này đã ngăn cản lối đi của bà và lấy điện thoại của bà, và sau đó cũng đã không cho bà rời khỏi phòng khách sạn của ông, và sau đó đã tấn công bà. Người phụ nữ này đã cáo buộc như vậy. Tuy nhiên, đối với ông Pete Hegseth thì ông nói rằng là cái quan hệ hay cái cuộc gặp gỡ này nó là cái cuộc gặp gỡ tự nguyện từ hai người lớn, và hai người đều đồng ý với việc đó. Sau đó, cảnh sát của thành phố Monterey đã không có truy tố ông này, và bên luật sư của ông này cũng đã có một cái cuộc điều đình ngoài tòa, và cái người phụ nữ đó đã được nhận một số tiền và đã có ký vào một cái hợp đồng là sẽ không có kê khai những chi tiết xoay quanh cái vụ gọi là va chạm này. Theo những tin tức báo chí từ ngày hôm qua cho biết rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump đã lựa chọn bà Linda McMahon làm người đứng đầu Bộ Giáo dục Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ thứ hai của mình. Và ngày hôm nay thì báo chí lại đưa ra một tin tức liên quan đến sự kiện này, liên quan đến một vụ kiện gần đây. Và vụ kiện này đã làm cho người ta đặt câu hỏi về sự an toàn của trẻ em dưới thời bà Linda McMahon sẽ làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Bà đã bị kiện vì bị cáo buộc là cho phép lạm dụng tình dục trẻ em khi bà còn làm giám đốc điều hành của World Wrestling Entertainment, hay là cái hiệp hội về đồ vật của Hoa Kỳ, viết tắt là WWE. Theo vụ kiện này thì bà đã cho phép một nhân viên sử dụng vị trí của mình là người thông báo bên lề võ đài, tuyển dụng trẻ em giúp ông ta dựng và dỡ bỏ các võ đài đấu vật ở các sự kiện WWE. Vụ kiện cáo buộc công việc này là một vỏ bọc cho việc bóc lột và lạm dụng tình dục. Các nguyên đơn bao gồm John Doe, 5 người, nghĩa là giữ cái danh tánh vô danh, những người nói rằng họ từ 13 đến 15 tuổi khi làm việc tại WWE. Vụ kiện cáo buộc bà McMahon đã cẩu thả và không bảo vệ trẻ em, và các nguyên đơn hiện nay đang yêu cầu bồi thường thiệt hại lên đến 30.000 Mỹ kim. Bà McMahon đã phủ nhận tất cả các vụ cáo buộc này, và luật sư của bà thì cho biết là vụ kiện này là một sự việc đầy rẫy những lời nói dối trắng trợn, cường điệu và xuyên tạc. Thưa quý vị, số lượng người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm trong cái thời gian vừa qua, cho thấy rằng là nền kinh tế của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục phát triển một cách mạnh mẽ, và các cơ sở thương mại vẫn có đầy đủ nhân công để mà làm những công việc đó. Cái tỷ lệ người ta xin trợ cấp thất nghiệp tuần đầu tiên đó, nó đã giảm khoảng 6.000 đơn so với lại những thời gian trước. Và đây cũng là một cái
dấu hiệu rất là tốt đối với lại nền kinh tế cũng như là cái lực lượng lao động ở tại Hoa Kỳ. Trở lại với phần tin tiếp theo, thưa quý vị. Nhóm của Tổng thống đắc cử Donald Trump hiện nay đang đưa ra một chiến lược mạnh mẽ đối với khu vực châu Mỹ Latin. Đây sẽ là một yếu tố quan trọng đối với các kế hoạch trục xuất người di cư bất hợp pháp trên diện rộng, theo hai nguồn tin tham gia vào các cuộc thảo luận liên quan đến các chính sách chuyển giao đã cho biết như trên. Nhiệm kỳ đầu tiên thì Tổng thống đắc cử đã áp dụng cách tiếp cận một cách cứng rắn và đôi khi là rải rác đối với khu vực này, nơi chủ yếu là cái nguồn gốc để đưa những người di cư lậu vào Hoa Kỳ, bao gồm áp dụng các biện pháp trừng phạt, đe dọa và áp thuế. Nhiệm kỳ thứ hai này, khu vực này sẽ đóng tiếp tục một vai trò trung tâm trong các kế hoạch ngăn chặn dòng người di cư và đưa những người không có giấy tờ hợp pháp trở về Hoa Kỳ. Việc trục xuất thường phụ thuộc vào vấn đề ngoại giao và đây cũng là một thách thức lớn đối với Hoa Kỳ khi phải đối phó với các quốc gia có một cái mối quan hệ lạnh nhạt. Lần này thì các nguồn tin liên quan và gần gũi với quá trình chuyển giao cho biết là họ đã chuẩn bị tốt hơn khi tìm cách tham gia một cách mạnh mẽ và tận dụng các đồng minh, đồng thời đưa ra khả năng áp dụng hậu quả nghiêm trọng đối với các quốc gia nào không tuân theo những cái quy định này. Xét về tổng thể thì đây là sự trở lại của cách tiếp cận một cách cứng rắn nhằm buộc các quốc gia tiếp nhận người bị trục xuất phải tuân theo và phải cố gắng để hạn chế cái vấn đề di cư, di dân từ quốc gia mình để về khu vực biên giới của Hoa Kỳ. Chiến lược này chủ yếu là dựa vào Mexico, như là từ trước tới nay Hoa Kỳ vẫn thường làm, nhằm kiểm soát cái tình trạng di cư đến khu vực phía Bắc của họ và đưa trở lại các thỏa thuận cấm người di cư xin tị nạn tại Hoa Kỳ nếu họ đi qua một số quốc gia nhất định, và đồng thời hợp tác chặt chẽ với khu vực Panama để ngăn chặn dòng người đi di cư qua khu vực Darien Gap. Và đây là một kế hoạch đòi hỏi sự tham gia của nhiều người trong khu vực, kể cả cái sự hợp tác của các quốc gia lân cận. Các nguồn tin cho biết là nhóm của Tổng thống đắc cử Trump cũng hiện nay đang chuẩn bị khởi động những một số các cuộc đàm phán để tái thực hiện những gì trước đây được xem là thỏa thuận hợp tác tị nạn. Các thỏa thuận này được khởi xướng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông và đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong chính sách tị nạn của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ ở nhiều giai đoạn khác nhau của các thỏa thuận đối với các quốc gia nằm ở tam giác phía Bắc, gồm có Guatemala, El Salvador, Honduras, nhưng chỉ có thỏa thuận với Guatemala thực sự được triển khai. Trong khi đó thì El Salvador được kỳ vọng là sẽ đồng minh chủ chốt trong những thỏa thuận đó để đưa những thỏa thuận đó trở lại, theo một nguồn tin cho biết. Và chính phủ ở Guatemala và Honduras có thể chứng minh là một sự thách thức đối với cái chương trình cũng như là kế hoạch này từ phía chính quyền của Tổng thống đắc cử Trump sắp tới. Tổng thống El Salvador là ông Nayib Bukele là một trong những là lãnh đạo đầu tiên đã gửi lời chúc mừng đến Tổng thống đắc cử Trump. Và trong đó ông nói rằng sẽ sẵn lòng hợp tác với chính quyền mới của ông Trump để nhằm cải thiện vấn đề di dân ở trong khu vực. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc, ông Don Jin đã có mặt ở tại Lào trong ngày thứ Năm hôm nay. Tuy nhiên, ông có mặt ở đây để mà tham dự cuộc họp thượng đỉnh của các bộ trưởng quốc phòng trong khối ASEAN cộng với một số quốc gia khác. Nhưng ông đã bác bỏ lời đề nghị để mà gặp trực tiếp với lại người đồng cấp của ông là ở tại Hoa Kỳ, đó là Bộ trưởng Lloyd Austin. Quân đội của Trung Quốc chính thức từ chối lời yêu cầu của Ngũ Giác Đài để mà hai bộ trưởng quốc phòng có thể được gặp nhau bên lề cuộc họp của các khối ASEAN trong tuần này. Họ viện dẫn rằng là lý do tại sao Trung Quốc không muốn gặp là vì trong thời gian qua Hoa Kỳ một lần nữa vừa mới phê chuẩn một gói vũ khí mới cho Đài Loan, và vì vậy cho nên là bên Trung Quốc bất mãn với quyết định đó và không muốn gặp ông Lloyd Austin. Dù rằng chỉ có vài ngày trước đây thôi thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã có một cuộc họp bên lề với lại Tổng thống Joe Biden ở tại Peru trong cuộc họp thượng đỉnh APEC. Một nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được lệnh ngưng bắn trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Đặc phái viên Hoa Kỳ là ông Amos Hochstein dự kiến sẽ gặp các nhà lãnh đạo Israel sau khi dành 2 ngày ở tại Beirut, nỗ lực làm trung gian cho một lệnh ngưng bắn giữa hai bên. Chương trình này đã được phóng viên Nick Robertson của CNN từ tường thuật từ Jerusalem.
Ông nói rằng các quan chức Israel hiện đang nói rằng thực tế là ông Amos Hochstein, nhà đàm phán Hoa Kỳ trong cuộc đàm phán gần đây, vẫn còn hiện diện tại khu vực này. Và ông này đã cho họ biết ít nhất là Hoa Kỳ tin rằng có một số tín hiệu tích cực ở đây là có thể thu hẹp khoảng cách giữa lực lượng Hezbollah và chính quyền Israel. Nhà lãnh đạo Hezbollah phát biểu vào ngày hôm qua thứ Tư và cho biết là họ đã chuẩn bị tiếp tục cuộc chiến chống lại theo trên hai con đường, tại chiến trường cũng như là tại bàn đàm phán. Ông này cũng cho biết là việc các cuộc tấn công vào Beirut sẽ đưa đến các cuộc tấn công vào Tel Aviv và cho thấy là cuộc chiến chống lại Hezbollah đang diễn ra rất quyết liệt, và cũng cho biết rằng ưu tiên của họ là lệnh ngưng bắn và chủ quyền của Lebanon. Và có vẻ như đây là lĩnh vực chủ quyền mà khoảnh khắc cần được thu hẹp, tức là các sự khác biệt phải tập trung vào vấn đề chủ quyền của Lebanon trong vấn đề này. Đây là lời tường trình của Nick Robertson từ CNN ở Jerusalem. Thưa quý vị, Tòa án Hình sự Quốc tế vừa mới phát một lệnh truy nã để mà bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tòa án này có trụ sở tại The Netherlands đã cáo buộc rằng là họ có đầy đủ bằng chứng để mà tin rằng là Benjamin Netanyahu đã sử dụng vấn đề thiếu thốn lương thực như là một phần trong chiến tranh của ông để mà khiến cho nhiều triệu dân ở trong dải Gaza phải gặp cái tình trạng mà gọi là đói, và đây là một những hành động mà đi ngược lại với lại nhân đạo. Tòa án quốc tế hình sự ở tại Netherlands đã nói rằng là ông này cần phải bị truy nã ngay lập tức, và họ cũng đưa lệnh truy nã tương tự như vậy với lại cựu bộ trưởng quốc phòng của Israel, đó là Yoav Gallant. Liên quan đến tình hình cuộc chiến ở tại Ukraine thì có lẽ tối ngày hôm qua lại có một sự leo thang khác ở trong trận chiến tại đây giữa Nga và Ukraine. Đêm ngày hôm qua thì người ta đã xác nhận rằng Nga, lực lượng quân sự của Nga đã phóng một hỏa tiễn bằng hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa ICBM vào Ukraine, theo tin từ quân đội Ukraine đã xác nhận. Phóng viên của CNN cũng tường trình từ Ukraine cho thấy rằng Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky nói rằng độ cao và tốc độ của hỏa tiễn này cho thấy cuộc tấn công đang có đặc điểm của một hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa. Và đây là một tuyên bố rõ ràng nhất mà chúng tôi có được từ các quan chức Ukraine. Và thực tế là họ tin rằng một loại vũ khí mới đã được Nga sử dụng trong cuộc xung kích vào tối ngày hôm qua. Như vậy là một thứ gì đó đã được phóng vào khoảng 5 giờ sáng và dường như đi kèm với 6 hoặc 7 hỏa tiễn khác. Một trong số đó được cho là hỏa tiễn siêu thanh Kinzhan. Họ có thể có ý định phá hủy hệ thống phòng không hoặc là chiếm giữ hệ thống phòng không của Ukraine nhằm tạo ra một không gian cho một hỏa tiễn khác mà một quan chức phương Tây cho biết là không phải hỏa tiễn liên lục địa mà chỉ là hỏa tiễn đạn đạo. Bây giờ thì điều này dường như có thể là ngữ nghĩa về khả năng so với phạm vi mà một thứ thực sự đã được bắn ra. Đây là lời nhận định từ phóng viên của CNN. Và có những thiết bị trong kho vũ khí của Moscow phù hợp với ranh giới giữa tầm hỏa tiễn liên lục địa và tầm trung. Rõ ràng, theo Ukraine, Moscow hiện nay đang cố gắng sử dụng một loại vũ khí mới trong cuộc xung đột này. Lực lượng quân sự của Ukraine hiện nay vẫn tiếp tục điều tra chính xác loại hỏa tiễn mà Nga đã bắn vào tối ngày hôm qua là loại hỏa tiễn gì. Đến đến giờ phút này thì tin tức vẫn cho biết rằng đó là một loại hỏa tiễn liên lục địa, mà đây là cái loại hỏa tiễn mà Bắc Hàn cũng đã từng thử nghiệm trong suốt thời gian vừa qua, và đầu đạn của nó có thể được gắn bằng hạt nhân ở trong cái loại hỏa tiễn xuyên lục địa này, với cái tầm dài mà nó có thể đạt được những cái vị trí rất xa. Thưa quý vị, một số các khoa học gia ở tại Canada cho biết rằng là một loại cúm được lây từ những loài chim có dấu hiệu là nó có thể lây sang người khi mà một người trẻ vị thành niên ở tại Canada đã nhiễm loại H5N1. Đây là một loại cúm gia cầm mà nó đang dần dần biến thể. Nó có thể không những là lây từ những loại gia súc gia cầm mà bây giờ nó có thể lây qua đến con người. Và đây, cái sự kiện này là một trong những sự kiện hiếm hoi đầu tiên mà cho thấy rằng là bây giờ người cũng đã có thể nhiễm loại H5N1 này ở tại Canada.
cho thấy rằng là những loại bird flu hay là cúm gia cầm này đang bắt đầu biến dạng và có thể lây sang con người. Thưa quý vị, trong chương trình Chuyện Trong Ngày ngày hôm nay, chúng tôi lại một lần nữa đề cập đến đề tài về các thành viên được đề cử từ Tổng thống đắc cử Donald Trump dành cho các nội các của mình trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Những ngày vừa qua thì chúng tôi cũng đã từng đề cập đến đề tài này, nhưng ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ lựa chọn một bài báo của The Hill. Bài báo có tiêu đề là ai là người sẽ dám đứng lên để chống lại những người được ông Trump đề cử không đủ tiêu chuẩn. Bài báo có lượt qua một số trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống đắc cử thì đã nhận định như thế này. Ông Trump vào thời gian đó đã bổ nhiệm những người yêu nước, những người như là tướng John Kelly, Mark Esper, John Bolton và tướng Jim Mattis, những người đã phản đối những hành động hành pháp cực đoan và thiếu sáng suốt nhất của ông. Vì điều này mà họ đã bị trừng phạt bằng câu nói: bạn bị sa thải từ phía cựu Tổng thống Trump vào lúc đó. Rõ ràng là ông Trump không muốn điều này sẽ xảy ra một lần nữa. Và lần này thì ông ấy đã bổ nhiệm những người vào nội các của mình, những người có đức tính cốt lõi dường như chỉ là lòng trung thành đối với ông và không phải đối với hiến pháp. Họ không muốn phản đối mong muốn của ông Trump là tập hợp những người nhập cư và trục xuất họ, bắt giữ những kẻ thù chính trị của ông, sử dụng quân đội chống lại người dân Mỹ và phá hủy cái mà ông gọi là nhà nước ngầm của chính phủ. Thế thì nhà báo, một người đã từng nghiên cứu kỹ lưỡng về ông Trump trong suốt hơn một thập niên qua, nói về những cuộc bổ nhiệm nội các gây tranh cãi nhất của ông, chẳng hạn như cựu dân biểu Matt Gaetz, Peter Hegseth, Robert Kennedy Jr. và cựu dân biểu Tulsi Gabbard, và ngày hôm qua là một người được đề cử vào chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục, bà McMahon. Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi một lần nữa với nhận định của Tyler Diệp về vấn đề vừa nêu. Thưa quý vị, cái câu hỏi này nếu mà hỏi cho cá nhân của tôi đó, thì tôi chỉ có thể trả lời rằng là ở trong khối Cộng Hòa tại Thượng viện của Mỹ, chỉ có những người nào mà một, họ không quan tâm nhiều lắm đến vấn đề gọi là tái ứng cử nữa. Hai, là cái tiểu bang mà họ đang đại diện đó, nó có cái khuynh hướng rằng là nó rất là độc lập. Chỉ có những thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa trong hai trường hợp đó thì mới có thể gọi là có cái sự can đảm để mà đứng lên không bỏ phiếu cho một số các đề cử viên vào nội các của ông Trump mà họ cho rằng là những người này thiếu đạo đức, thiếu tư cách hoặc là thiếu kinh nghiệm để mà có thể đảm nhiệm những chức vụ quan trọng như là Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Quốc phòng, vân vân. Thì đó là cái gọi là cái nhận định riêng của tôi. Còn quý vị có thể có những cái sự suy nghĩ khác. Bây giờ để tôi phân tích ra cho quý vị là những thượng nghị sĩ nào nằm trong hai cái tiêu chuẩn đó. Ví dụ đi, một người như là Mitch McConnell, ông đã tuyên bố rằng là sẽ rút lui, không làm trưởng khối đảng Cộng Hòa tại Thượng viện nữa. Nhưng mà ông còn 2 năm còn lại trong cái nhiệm kỳ thượng nghị sĩ của ông đại diện cho tiểu bang Kentucky. Thì với cái tuổi tác nó cũng tương đối là nó cao. Và nếu mà đã không muốn làm trưởng khối đảng Cộng Hòa, thì cái phần trăm mà ông ra tái ứng cử cho cái chức vụ mà gọi là thượng nghị sĩ liên bang từ tiểu bang Kentucky đó, thì nó cũng gọi là nó 50-50. Chưa chắc là ông sẽ ra tái ứng cử. Thì đối với những người mà gọi là còn 2 năm còn lại mà không cần quan tâm đến việc gọi là tái ứng cử đó, thì Mitch McConnell cũng có thể là một trong những người gọi là bất cần, không nhất thiết là phải sợ ông Trump công kích mình với lại cử tri Cộng Hòa tại tiểu bang đó. Thì Mitch McConnell là một ví dụ. Và chúng ta còn có một số ví dụ của những người khác nữa mà nghĩ rằng là họ không có tái ứng cử,
Tôi có một cái trường hợp khác, nhưng mà tôi nghĩ rằng là tên tuổi của họ cũng không có được nhiều người biết đến, cho nên mình cũng không có tiện nói làm gì. Nhưng mà còn có một hai thượng nghị sĩ khác nữa bên Đảng Cộng hòa cũng trong cái gọi là cái category hay là cái đề mục này, có nghĩa rằng là cái việc mà họ có tái ứng cử hay không nó vẫn là chưa chắc. Và nếu mà họ quyết định là họ không tái ứng cử đó, thì họ sẽ mạnh dạn phản đối những đề cử viên nào mà họ nghĩ rằng là không xứng đáng cho chức vụ đó. Cái thành phần thứ hai đó là những thượng nghị sĩ bên Đảng Cộng hòa mà đại diện cho những tiểu bang có khuynh hướng độc lập, hay là những tiểu bang gọi là màu tím đó. Ví dụ như là bà Lisa Murkowski của tiểu bang Alaska. Cái hệ thống bầu cử của tiểu bang Alaska nó khuyến khích những dân cử tại tiểu bang này phải mang tính cách ôn hòa hơn, tại vì nó bầu cử theo cái dạng gọi là ranked choice voting, chứ không phải rằng là ai có số phiếu cao nhất là sẽ thắng. Cái ranked choice voting này rằng là cho cử tri tại tiểu bang Alaska được có nhiều chọn lựa lắm. Ví dụ như là ưu tiên hàng đầu của họ là như vậy, ưu tiên hàng thứ hai là như vậy, ưu tiên hàng thứ ba là như vậy. Và không phải là ứng cử viên nào mà có số phiếu cao nhất là thắng, mà ứng cử viên nào mà không những là có số phiếu đầu tiên cao nhất, mà còn những người mà gọi là cái hàng thứ hai, nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái kết quả cuối cùng. Nó hơi phức tạp. Nhưng mà tại vì Alaska có hệ thống bầu cử mà gọi là ranked choice voting, cho nên nó mới giúp cho những người như là Lisa Murkowski có được cái sự hậu thuẫn từ những cử tri độc lập và một phần nhỏ của Đảng Dân Chủ. Hoặc là bà Susan Collins của tiểu bang Maine. Tiểu bang Maine là quý vị thấy rằng là trong nhiều kỳ bầu cử tổng thống vừa qua đó, tiểu bang Maine là một tiểu bang ở khu vực đông bắc của Hoa Kỳ, luôn bỏ phiếu cho một ứng cử viên tổng thống bên Đảng Dân Chủ. Nhưng mà hễ cái chức thượng nghị sĩ liên bang từ tiểu bang này thì họ lại cứ tái tín nhiệm bà Susan Collins. Thì bà này cũng là một trong những người trong cái thành phần thứ hai mà có thể gọi là không nhất thiết sợ ông Trump, mà có thể bỏ phiếu, bác bỏ những đề cử viên mà bà nghĩ rằng là không đủ tiêu chuẩn. Thì theo tôi đó, là chỉ có hai thành phần đó mới dám đứng lên gọi là làm trái ý của ông Trump. Và những người còn lại thì họ phải cân nhắc rằng là họ còn muốn ở Thượng viện bao nhiêu lâu nữa, trong lúc mà cái tuổi của họ cũng đã đến cái hàng gọi là hàng 70 rồi. Ví dụ như là quý vị thấy trong kỳ bầu cử của chức vụ trưởng khối của Thượng viện bên Đảng Cộng hòa vừa qua đó, chúng ta có John Thune, John Cornyn và Rick Scott. John Thune phiếu nhiều nhất trở thành trưởng khối. Thưa quý vị, John Cornyn đó, năm nay cũng đã hơn 70 tuổi. Nếu tôi nhớ không lầm là ông nay cũng là 71 hay là 72 tuổi gì rồi. Thì bây giờ John Cornyn cũng phải tự hỏi mình là với cái tuổi của mình như vậy, mình đã không được làm trưởng khối của Đảng Cộng hòa, thì bây giờ 2 năm sau mình có muốn ra tái ứng cử hay không tại tiểu bang Texas. Thì nếu mà trong đầu ông nghĩ rằng là mình sẽ không tái ứng cử nữa đó, mình đi ra mình làm những công việc khác, thì đây là một trong những trường hợp mà của các thượng nghị sĩ liên bang mà họ mà quý vị sẽ thấy rằng là họ sẽ bỏ phiếu theo cái dạng là bất cần, có nghĩa rằng là tôi sẽ làm theo ý của tôi, đúng thì đúng, sai thì sai, chứ tôi không sợ nữa. Xin trở lại với anh Dũng về cái phân tích là ai sẽ đứng lên để mà gọi là ngăn cản ông Trump. Và câu trả lời vẫn còn là ở phía trước. Tuy nhiên, cũng trong cái tờ báo The Hill thì họ đã kết luận cái bài báo của họ như thế này: những cuộc bổ nhiệm đáng ngờ khác tạo ra một bữa tiệc thịnh soạn để Thượng viện có thể bác bỏ những nhân vật được đề cử. Ông Trump đã cố gắng lách luật thẩm định thông thường bằng cách tìm cách bổ nhiệm tạm thời. Nhưng lãnh đạo phe đa số Cộng hòa ở Thượng viện sắp tới là ông John Thune nói rằng sẽ không dễ để tạm thời hoãn cái việc mà chấp nhận này trong hơn 10 ngày theo quy định của hiến pháp, để mà ông Trump có thể bổ nhiệm mà không cần sự chấp thuận của phía Thượng viện. Mặc dù Đảng Cộng hòa sẽ kiểm soát Thượng viện một cách xích sao với tỷ lệ 53-47, nhưng ông Thune thừa nhận là một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa sẽ không từ bỏ chức năng cố vấn và chấp thuận của họ theo đúng hiến pháp. Có vẻ như là một lời cứng rắn của ông Thune, và chúng ta sẽ chờ đợi xem những cái kết quả sau cùng. Và báo The Hill đã kết luận: an ninh quốc gia của chúng ta đang bị đe dọa. Chúng ta có một hiến pháp và một số thẩm phán cho rằng trao cho Tổng thống những quyền hạn đặc biệt, nhưng tất cả đều có thể đồng ý rằng hiến pháp không phải là một hiệp ước tự sát. Chúng tôi muốn dùng những lời kết luận này để kết thúc chương trình ngày hôm nay, và chúng ta cùng chờ xem những kết quả trong những ngày sắp tới. Cảm ơn phần nhận định phân tích với Thầy Lê Diệp. Cảm ơn sự chú ý theo dõi quý vị. Một ngày an lành đến với tất cả chúng ta.
trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Tân Sinh Blue NMN Nhật Bản, giúp bạn làm chậm quá trình lão hóa, giữ giữ tuổi thanh xuân. Xin gọi ngay 1877-408-1864 để biết thêm chi tiết. Tiệm vàng Kim Huệ trong thân xá Phước Lộc Thọ, Unit 133, chuyên mua bán hộp xoàn GIA và nữ trang Italy, Hồng Kông. Phương châm lấy kinh nghiệm và uy tín phục vụ khách hàng, nên các sản phẩm mua bán được bảo đảm và dễ dàng trao đổi. Cảm ơn quý khách hàng luôn ủng hộ trong suốt thời gian qua. 714-903-5838 714-588-2606 Gia Hân Music and Videos xin kính chào quý khách. Gọi ngay số phone 407-704-6970 để đặt hàng. Free shipping. Địa chỉ 1120 East Colonial Drive, Orlando, Florida 32803. Gia Hân, nhà phân phối karaoke hàng đầu tại USA. Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh gia đình và công hàm về Việt Nam kết hôn. 714-766-3345. Nếu quý khách muốn refinance cash out trong mùa lễ hội, Steven Trần Financial sẽ tặng cho quý vị từ 3.000 đến 5.000 đồng tiền closing cost. No job, no income, no tax return, vẫn có thể mượn tiền mua nhà hoặc refinance thật dễ dàng. Hãy gọi ngay 714-791-2222. Không rẻ nhất không phải là Steven Trần. Bổ thận hải cẩu hoàng là loại dược thảo chuyên hỗ trợ về suy thận. Thận là bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể chúng ta. Thận được xem như là gốc rễ của mọi hoạt động, nên khi cơ thể chúng ta bắt đầu lão hóa thì việc quan trọng nhất là tìm đến những phương thuốc lấy lại tuổi thanh xuân. Bổ thận hải cẩu hoàng chính là loại dược thảo xuất sắc nhất, giúp ngủ ngon, giảm tiểu đêm, giảm đau lưng mỏi gối, cải thiện chức năng sinh lý, tăng cường hệ thống miễn dịch. Bổ thận hải cẩu hoàng được sản xuất tại Hồng Kông. Mọi thông tin xin gọi về Tân Xanh Yến 714-839-6712 hoặc 1-888-982-8828 hoặc vào trang nhà tânxanhyến.com. Tân Xanh Yến, sản phẩm hảo hạng, an tâm bổ dưỡng. Tuổi tác phải chăng là giới hạn của đàn ông? Càng lớn tuổi, có nhiều việc đều lực bất tòng tâm. Đừng lo, giờ đây đã có Miss Hoa Ocean Blue NMN, sinh lực sẽ trở lại. Mỗi viên năng chứa 200mg NMN, độ tinh khiết trên 99,5%, giúp bạn trì hoãn quá trình lão hóa và lấy lại sức sống. Tôi đã dùng NMN, cả người trẻ hẳn ra, ngày nào cũng tràn đầy năng lượng. Da của tôi trắng hơn và mịn hơn, bạn bè nói trong tôi trẻ ra 10 tuổi. Sau vài tháng dùng NMN, trí nhớ cũng tốt hơn, thật kỳ diệu. Nghiên cứu cho thấy NMN giúp cải thiện giấc ngủ, ngủ được ngon giấc, da dẻ tự nhiên sẽ đẹp hơn rồi. Rất nhiều người đã dùng qua đều nói thấy hiệu quả. Nhanh tay mua Mitsuwa Ocean Blue NMND. Tiệm vàng Kim Huệ trong thân xá Phước Lộc Thọ, dưới lầu gần cửa sau số 133. Tiệm vàng Kim Huệ chuyên mua bán hộp xoàn GIA, có giấy chứng nhận kích cỡ của hộp xoàn. Ngoài ra, tiệm vàng Kim Huệ còn có rất nhiều nữ trang Italy, Hồng Kông, hàng mới về rất hợp thời trang. Phương châm lấy kinh nghiệm và uy tín phục vụ quý đồng hương, nên tất cả các sản phẩm mua bán tại tiệm vàng Kim Huệ được bảo đảm, dễ dàng trao đổi và chúng tôi luôn giữ đúng lời hứa. Cảm ơn quý khách hàng luôn ủng hộ tiệm vàng Kim Huệ trong suốt thời gian qua. 714-903-5838 714-588-2606. Dàn karaoke nhà quý vị đang sử dụng là gì? Nếu là analog thì phải nâng cấp thôi. Analog Amplifier đã hoàn thành sứ mệnh đã lỗi thời. Công nghệ karaoke mới nhất bây giờ phải là Digital Mixer. Đây là bộ xử lý trung tâm, bộ não của hệ thống karaoke thời thượng với các công nghệ mới nhất hiện đại nhất. Tiếng nhạc sạch sẽ, tiếng hát ngọt ngào, bay bổng, đặc biệt dễ hát, hát lâu không mệt, chống hú cực tốt với nhiều loại micro khác nhau. Digital Mixer thế hệ mới tại Gia Hưng dễ dàng phối ghép, phù hợp với nhiều dàn loa có sẵn hay thậm chí phối ghép cùng dàn nghe nhạc hi-fi high-end có sẵn, chỉ cần đủ công suất là được. Tháng 5 là cơ hội để nâng cấp hệ thống dàn karaoke của quý vị. Nhiều loại digital mixer, power amply, microphone cao cấp đang có giá hấp dẫn tại Gia Hưng Music và Video. Xin gọi cho Gia Hưng 407-704-6970, địa chỉ 1120 East Colonial Drive, Orlando, Florida hoặc vào website gia-hung-music-videos.com. Văn phòng Thẻ Xanh tập trung chuyên về bảo lãnh. Nếu tôi là bạn thì tôi chỉ chọn văn phòng Thẻ Xanh khi cần bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, fiancé, con cái, anh chị em. Có văn phòng đại diện tại Việt Nam, quận Tân Bình để giúp đỡ cho thân nhân tại Việt Nam. Đặc biệt chứng chỉ về Việt Nam kết hôn. Xin thẻ xanh ở lại Mỹ luôn, đổi thẻ xanh, thì quốc tịch Mỹ. Lưu ý, nếu có ai đã nộp hồ sơ bảo lãnh rồi thì cần phải có người xem trình trạng hồ sơ thường xuyên. Hồ sơ bảo lãnh có thể đã bị đóng mà chẳng ai hay biết gì cả. Xin gọi liền 714-766-3345 hoặc website công ty thẻ xanh.com. Đừng quên làm hồ sơ bảo lãnh cho cha mẹ, vợ chồng con cái, anh chị em.
nhớ gọi cho văn phòng Thẻ Xanh 714-766-3345 24/7. Chúng tôi sẽ tặng cho quý vị từ $3,000 đến $5,000 là tiền closing cost. Thông báo đặc biệt, nếu quý khách đang có ý định muốn refinance cash out thì Stephen Trần Financial có thể giúp được cho quý vị. Chúng tôi sẽ tặng cho quý vị từ $3,000 đến $5,000 là tiền closing cost. No job, no income, no tax return, không thành vấn đề. Quý vị có thể mượn tiền mua nhà hoặc refinance thật dễ dàng. Hãy gọi ngay cho chúng tôi 714-791-2222. Không rẻ nhất, không phải là Stephen Trần. Chúng tôi sẽ tặng cho quý vị từ $3,000 đến $5,000 là tiền closing cost. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được những thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.